Này này thì anh xem bọn em sửa như thế tốt rồi đấy, thì tùy bọn em có sửa thêm thì sửa, không thì thôi. Theo anh thì cái phần cụm logo này này, cái cụm logo ở đây này bọn em cho ra giữa cho nó to lên một tí nữa cho nổi bật, cho to lên nó nổi bật hơn. Thế còn ba cái dòng text này, từ tay trắng hay bí mật của hàng nghìn người hay là bí quyết bán hàng, thì em đang để chế độ canh lề giữa và để thưa như này rất là to, rất là xấu. Anh nghĩ là để nó sát sát vào nhau, để thấp xuống một chút. Đấy. Hoặc là có thể đưa một cái cụm như là cụm từ tay trắng này lên phía dưới cái chữ marketing online ở đây. Lên ngay cái phía dưới này. Đấy. Để cho cái cụm marketing online 4.0 cộng với lại từ tay trắng thành công trở thành nhờ marketing online đến chỗ 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 4.0 này, thì cái cụm text nó dày, phía dưới này cho hai hai cụm text thôi, trên này cho một cụm text. Đấy, thế là cho nó thu thu nhỏ lại một chút cho đẹp. Cái logo này cho ra giữa. Cái phần biểu tượng đô la ấy, thì có rất nhiều biểu tượng đô la đẹp, em để cái biểu tượng này xấu quá. Chọn cái biểu tượng đô la đây rất nhiều này. Đấy, chọn cái biểu tượng 3D như này cho đẹp này, nó sang này. Tùy bọn em chọn cho nó hợp màu, đổ màu vào nhé. Thì vì nói đến cái này là nó phải là hàng, phải là tiền, nó nhấn mạnh hơn nữa. Thậm chí là cái 4.0 này, bọn em search này, 4.0 anh tìm ở đây. Đấy, chẳng hạn nó trông như thế này. Đấy, trông nó cũng rất là chuyên nghiệp, điểm nhấn. Đấy. Nên tùy bọn em lựa chọn, thì anh chỉ comment mấy thứ đấy thôi nhá. Còn nếu bọn em không đổi cũng không sao cả. Một, nhắc lại này, một là cái cụm hoa văn ở giữa này cho ra giữa to cho đẹp. Thứ hai là cái đồng đô la này chọn 3D. Thứ ba là ba cái dòng text này thì đẩy lên đây một dòng. Đẩy lên đây một dòng dưới chữ marketing online một dòng. Còn giữ dưới này giữa hai dòng thôi, viết cho nó sát vào nhau để cái khoảng giống nó đẹp. Thế là được nhé. Còn cái vòng tròn chỗ mặt anh này thì đang để xám và đỏ đấy, thì sao không để xanh và đỏ đi cho nó đúng cái màu thương hiệu này đi. À, xong anh nghĩ thế nhá. Ok.